độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc mày biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó đầu tiên đem dâu nó bên vào, hình xác là áo mão lông lá, bàn tay lá đầy băng tuyết giá, cũng nhòi hoa lục địa trung hoa. Không phải xoa đầu mà cũng tóc nó từ xa, nó đôi không yên tất bật nghiêng đầu, lục rút vào tàu, lục rút vào ngà. Nó gọi tàu ra là cha anh nó, và tình nguyện làm con chó nhỏ, sầu sáo dựng nhà gác ngõ cho cha anh. Nó tận thu từ quả chân quả chân, học thói hư tàn của cha anh nó. Tôi biết rõ đồng bào miền Bắc mày biết rõ, việc nó làm tội nó phạm ra sao. Nó là tên trùng đạo đạo của năm nào, hồi cải cách đã đem cùng đem băng, đồn nữ chịu năm dân rồi bão là nhầm lẫn. Đường nó đi trùng điệp bất minh, ôi độc lập tự do, xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó. Đất Bắc mắc lừa vào tay nó, nhưng nay vẫn vẫn có người mơ hồ nghe nó, thì mới vạn lần cần nguyện rúa thân to. Không không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc mày biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó đầu tiên đem dâu nó bên vào, hình xác là áo mão lông lá, bàn tay nó đầy băng băng tuyết giá, cũng nhòi hoa đục địa trung hoa. Không phải xoa đầu mà cũng tóc nó từ xa, nó không yên tất bật mà biến đầu, lục lục dũng vào tàu, lục dũng vào nhà. Nó gọi tàu nó là cha anh nó, và tình nguyện làm con chó nhỏ, sập sáo dựng nhà gác ngõ cho cha anh. Nó tận thu từ quả chân quả chân, học thói hư tàn của cha anh nó. Tôi biết rõ đồng bào miền Bắc mày biết rõ, việc nó làm tội nó phạm ra sao. Nó là tên trùng đạo phủ năm năm nào, hồi cải cách đã đem tù đem băng, đồn nữ chịu năm dân rồi bão là nhiều lẫn. Đường nó đi trùng điệp bất minh, lập tự do, xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó. Đất Bắc mắc lừa vào tay nó, nhưng nay vẫn vẫn có người mơ nghe nó, thì mới vạn lần cần nguyện.